Hôm nay tôi sẽ nói về những kẻ sát nhân điên nhất trong lịch sử. Đầu tiên là sát nhân Zodiac. Kẻ này lấy mạng người với mục đích là để nổi tiếng. Đây có thể coi là một content creator đời đầu, thường xuyên gửi những lá thư cho cảnh sát và truyền thông với những thông tin mà chỉ hung thủ mới biết, đồng thời gửi cho cảnh sát những bức thư được mã hóa như một lời thách thức và nếu ai giải được thì sẽ biết hắn là ai. Tội ác đầu tiên của Zodiac được thực hiện vào tháng 12 năm 1968 khi mà hắn lấy hai mạng người ở đường Lake Herman, Benicia thuộc bang California. Trong năm tiếp theo thì hắn đã sát hại rất nhiều người và thường xuyên chế nhạo chính quyền. Đối tượng thì là thường những đôi vợ chồng trẻ sống ở những nơi hẻo lánh và luôn lên kế hoạch làm sao để kéo được nhiều sự chú ý nhất. Điều tra của cảnh sát lúc đấy thì cho thấy là Zodiac đã gây ra 5 vụ án khác nhau. Nhưng mà theo thư hắn gửi cho cảnh sát thì Zodiac phải có đến 37 nạn nhân. Không biết là có phải thế thật không hay là hắn tự phong bạt thế, nhưng mà sau nhiều công cố gắng với hàng trăm nghi phạm khác nhau thì bây giờ cảnh sát vẫn chưa điều tra ra. Sát nhân hề. Tên này tên thật là John Wayne Gacy, nghệ danh là Joker. Ông này thì có nghề chính là trạn vương khi mà thành công bú luôn con gái của chủ cửa hàng KFC và được cho quản lý một cửa hàng. Nghề phụ thì là ảo thuật gia, thường xuyên biểu diễn ảo thuật ngón tay cái với các bé trai. Sau đó thì bị bắt và lãnh án 10 năm tù vào năm 1968, nhưng mà do cải tạo tốt nên được thả ra sau 1 năm rưỡi. Hắn đến Chicago làm lại cuộc đời và khá thành công, có một công ty xây dựng riêng, tái hôn và tham gia bộ máy chính trị. Nhưng mà chắc hồi đấy chưa có Facebook nên là thay vì lên mạng flex cái ạc 568 skin của mình và solo mõm với Sasuo thì hắn quyết định cosplay Minh Béo, làm hề và đi gạ mấy bé trai. Theo lời khai thì nạn nhân đầu tiên của hắn là một cậu bé lang thang trên đường, sau khi đưa về nhà và gạ không thành công thì đã ngộ sát cậu bé đó. Tiếp theo thì từ năm 1972 đến năm 1978, Gacy đã dụ dỗ ít nhất 33 thanh niên đến nhà và sát hại họ. Hầu hết tất cả nạn nhân đều được chôn ở dưới tầng hầm. Mà tầng hầm hết chỗ chôn rồi thì mang vứt ra chỗ khác. Sự bệnh hoạn của hắn thể hiện ở chỗ là hắn đã cẩn thận lưu lại tất cả mọi tội ác của mình vào nhật ký và giữ lại đồ của nạn nhân như quà lưu niệm. Tính mạng của người khác với Gacy giống như trò chơi, thích thì hắn tha cho, còn không thì xử luôn mà không có lý do nào cả. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi mà cảnh sát điều tra và tìm ra xương của các nạn nhân dưới hầm nhà hắn. Năm 1980 thì Gacy bị kết án tử với tội danh lấy mạng người hàng loạt. Đến khi lên ghế điện thì hắn vẫn khá thượng đẳng và nói là bố mấy thằng gà, KDA bố mày là 3300. Sát nhân Ted Bundy. Tên này thì khá là đẹp trai, chắc là phải cỡ đỉnh chuỗi thức ăn nếu mà hồi đấy có Tinder. Cùng với việc giỏi ăn nói và dễ mến nên là khá dễ để lấy được sự tin tưởng của người khác. Đó cũng là lý do mà nạn nhân của tên này chủ yếu là nữ giới, đặc biệt là những cô gái trẻ. Từ năm 1974 đến năm 1978, tên này đã thực hiện hơn 30 vụ lấy mạng người ở các bang khác nhau của nước Mỹ. Vì đã xây dựng được hình tượng hòa đồng tốt bụng và căn bản là cái mặt này chắc là nhìn khá tín, nên là tuyệt nhiên không ai nghi ngờ hắn. Phương thức lấy mạng người của hắn thường là đóng giả thành người bị thương cần giúp đỡ hoặc là người của cơ quan chính quyền để dễ tiếp cận nạn nhân và ra tay lấy mạng, sau đó thì quan hệ lại với cái xác. Wow. Không những thế, hắn còn cắt đầu của ít nhất 12 nạn nhân để làm chiến lợi phẩm. Sau một lần ra tay ở một sự kiện lớn ngoài trời thì vì có nhiều nhân chứng nên là cảnh sát đã phác họa được gương mặt của nghi phạm, cũng như là được cung cấp cái tên Ted. Thông tin này được đăng lên TV và bạn gái của Ted thì kiểu, ôi thằng này giống yêu mình ấy nhở. Sau rồi hôm trước còn tìm thấy một đống đồ lót nữ với cả dao giấu trong xe. Thế này thì chỉ có một trong hai trường hợp thôi, một là nó là thằng Weebu bệnh hoạn hentai súc vật, hai là nó là sát nhân. Do đó mà cô này quyết định báo công an. Nhưng mà lúc này thì hắn vẫn chưa bị lộ, tại vì công an không thể liên kết các tình tiết phạm tội với Ted. Chỉ đến một lần khi mà đang tìm con mồi ở Colorado thì hắn bị bắt vì cảnh sát gọi thì không tấp vào lề. Sau đấy thì bị đưa vào diện tình nghi, tại vì đống đồ cảnh sát tìm thấy trên xe như là dây thừng, còng tay, mặt nạ các thứ. Trong phiên tòa cuối cùng ở Florida, Ted đã quyết định trở thành luật sư riêng của mình, tại vì trước đấy cũng học qua trường luật. Nhưng mà gà nên là cãi thua và nhận tổng cộng là 3 án tử hình. Kẻ ăn thịt người Jeffrey Dahmer có sở thích ăn thịt và cất giữ các bộ phận cơ thể của nạn nhân. Backstory của tên này thì cũng không yên bình, khi mà hồi nhỏ bố hay đi làm, mẹ thì hay đánh bố. Đến lúc tốt nghiệp trung học thì bố mẹ ly dị, mẹ đuổi bố ra nhà nghỉ ở, xong mẹ cũng đi mua sữa luôn. Có vẻ như thế nên là hắn khá tiêu cực trong việc gắn bó với ai đấy và sợ cảm giác bị bỏ rơi. Thêm nữa là từ bé thì tên này đã có sở thích là giải phẫu động vật, xong rồi sưu tập xương của bọn nó. Nạn nhân đầu tiên của Dahmer là một thanh niên đẹp trai tên là Steven, gặp ở lễ hội nhạc rock. Dahmer rủ Steven về nhà làm tí bia, bắn tí bi. Anh ấy cũng ok, nhưng mà không gay nên là chè chén xong thì Steven cũng về. Dahmer muốn kiểm soát và không thích Steven đi nên là đã ra tay xử luôn. Wow, điển hình mẫu đàn ông gia trưởng lo được cho em, lo hậu sự luôn. Sự biến thái của tên này thể hiện ở chỗ là sau khi ra tay thì sẽ phân xác nạn nhân, giữ một số bộ phận lại, còn một số thì dùng để làm đồ lưu niệm, một số dùng để ăn và tệ hơn để dùng làm xẻ toi.
không biết là có phải Wibu không, nhưng mà tên này thì có khả năng là thông não chi thuật, cụ thể là khoan vào đầu nạn nhân để xem là có biến họ thành con rối phục vụ mình được không. Số lượng nạn nhân của hắn là 15 người, thường là những bé trai hoặc là thanh niên người Mỹ gốc Phi và những người nhập cư. Chắc là vì thời đấy cảnh sát không quan tâm đến gay người da đen và những người nhập cư cho lắm. Điển hình là một cậu bé người Lào đã may mắn trốn thoát sau khi bị khoan vào đầu đi báo cảnh sát. Nhưng mà Dahmer chỉ cần nói đấy là bạn trai mình bị say rượu nên nó mới thế, mà cảnh sát thì cũng không để ý mà đưa nạn nhân về nhà Dahmer luôn. Năm 1991 thì Dahmer bị bắt và kết án tù chung thân, nhưng mà sau đó thì bị một tù nhân khác oánh cho đi luôn. Jack the Ripper. Vụ việc diễn ra vào năm 1888 tại quận Whitechapel, một quận nghèo của London. Số nạn nhân của Jack the Ripper thì khá ít so với những tên sát nhân khác, chỉ có 5 nạn nhân là gái mại dâm, nhưng mà tất cả đều có một vết cắt ở cổ họng với độ chính xác như bác sĩ phẫu thuật. Thời đấy thì những thứ như là giải phẫu thì chỉ có người có tiền mới được học thôi, và nên là nhiều người cho rằng Jack the Ripper là một người thông minh và gia thế khủng. Cũng có một thuyết âm mưu khác như là Jack là ma cà rồng uống máu nạn nhân, hoặc là nói hắn là một loại linh hồn báo thù chuyên trừng phạt những người có nhân cách xấu. Phương thức lấy mạng người của Jack the Ripper thì cũng còn là bí ẩn, nhưng mà vì tất cả nạn nhân đều là gái bán diêm nên là rất có thể hắn đã trả tiền rồi bảo nạn nhân đi theo. Nạn nhân thì chắc cũng chỉ nghĩ là tàu nhanh cái thôi nên cũng ok, sau đó thì mới bị tên này ra tay. Với việc cái thời điểm đấy thì chủ yếu các thông tin là do người dân tự đồn với nhau, thêm nữa là báo chí cũng thổi phồng sự việc lên khiến người dân rơi vào trạng thái lo sợ. Còn mấy cơ quan điều tra thì cũng không khác gì mấy hông cơ quan chức năng trong phim siêu nhân, nên là dù đã qua nhiều năm điều tra và rất nhiều nghi phạm thì bây giờ vẫn chưa ai biết Jack the Ripper là một ông có vấn đề về thị lực hay là một con loli thuộc class assassin. Sát nhân Charles Manson. Tên này là giáo chủ của một giáo phái riêng tên là gia đình Manson vào cuối những năm 1960. Hồi đấy thì chắc là chưa có livestream nên là thay vì ngồi khéo donate và dạy giáo đồ các đàn gái tó vu thì hắn lại giao giảng một triết lý liên quan đến chiến tranh chủng tộc gọi là Helter Skelter, với kế hoạch thực hiện các vụ sát hại những người nổi tiếng và đổ lỗi cho các băng nhóm da đen. Vào tháng 8 năm 1969, theo lệnh của Manson thì các thành viên của giáo phái, chủ yếu là phụ nữ trẻ, đã sát hại nữ diễn viên Sharon Tate khi mà cô đang mang thai cùng với 4 người khác tại nhà cô ở Los Angeles. Đêm hôm sau thì chúng lấy mạng cặp vợ chồng Leno và Rosemary LaBianca tại nhà của họ. Sau đó thì có để lại bức thư viết bằng máu tại hiện trường với nội dung là Death to Pigs, với lợn ở đây là ám chỉ công an lúc đó. Nhưng mà nhìn thì cũng hơi giống. Điều này để hướng sự chú ý tới các băng nhóm. Sau này thì Manson bị bắt và kết án tử hình với tội danh là âm mưu lấy mạng người, nhưng mà về sau được giảm xuống còn chung thân. Đồ tể vùng Plainsfield. Tên thật là Edward Theodore Gein hay là Ed Gein. Tuổi thơ của tên này thì giống với cơ thể một GM dùng whey thay cho cơm, nhiều cơ cực ấy. Hắn sống tại trang trại của gia đình ở thị trấn nhỏ là Plainfield, Wisconsin. Bố thì nghiện rượu, còn mẹ thì hở ra là đánh và không bao giờ cho con ra ngoài trừ khi đi học. Mẹ hắn thì cũng thường xuyên tiêm vào đầu hắn tư tưởng rằng thế giới xấu xa và tất cả phụ nữ thì đều làm gái. Mẹ hắn cũng là phụ nữ mà. Tuy nhiên thì hắn vẫn khá là quý mẹ. Đơn giản hóa thì tay này giống như là Homelander nhưng mà không có siêu sức mạnh ấy. Sau khi mẹ qua đời vào năm 1945, trạng thái tinh thần của Gein trở nên tồi tệ. Nhưng mà khác với Homelander, hắn không để sữa trong tủ lạnh uống dần mà quyết định tạo ra một bộ quần áo nữ từ da trông giống với mẹ của mình. Năm 1957, trong khi điều tra sự mất tích của nhiều phụ nữ thì cảnh sát đã khám nhà Gein và phát hiện không chỉ quần áo làm bằng da người mà đồ đạc cũng làm bằng bộ phận cơ thể luôn. Trong đó thì có một số đồ dùng được làm từ hai cô gái mà hắn đã ra tay trước đó. Ngày 21 tháng 11 năm 1957 thì Ed Gein bị buộc tội lấy mạng người cấp độ 1 nhưng mà được xét vô tội do bị tâm thần phân liệt và thiếu năng lực nhận thức. Sau đó thì bị giam ở bệnh viện tâm thần đến hết đời. Sự kiện Ed Gein nổi tiếng đến mức mà sau này người ta đã lấy ý tưởng để làm phim kinh dị Texas Chainsaw. Sát nhân bóng đêm Richard Ramirez. Tên này đã gây ra hàng loạt vụ lấy mạng người ở California vào khoảng tháng 6 năm 1984. Phương thức gây án của tên này thường là đột nhập vào nhà nạn nhân vào ban đêm, khống chế nhưng mà không lấy mạng luôn, mà thực hiện các hành vi tra tấn, hãm hiếp, rồi sau đó thực hiện một số nghi lễ hiến tế nạn nhân, rồi mới ra tay với họ và để lại hiện trường một biểu tượng của quỷ Satan. Khá rõ ràng mục đích của tên này thì không phải lấy mạng người mà là tra tấn nạn nhân nhằm thỏa mãn thú tính. Chắc là thích BDSM. Cuộc săn lùng của hắn có thể nói là lớn nhất trong lịch sử California với hơn 200 thám tử tham gia vụ án. Cho đến tháng 8 năm 1985 thì tên này bị một nhóm cư dân ở đông Los Angeles nhận ra và đánh đập trước khi bị bắt. Lúc này thì hắn đã gây ra tổng cộng là 13 vụ lấy mạng người, 11 vụ hãm hiếp và 14 vụ trộm. Đến tháng 7 năm 1988 thì bị đưa ra xét xử nhưng mà không có vẻ gì là hối cải. Khi mà đi qua phóng viên thì hắn vẫn giơ tay để lộ biểu tượng quỷ Satan bên trong. Ramirez sau đó bị kết án tử hình nhưng mà chết trong tù trước khi bị đưa ra hành quyết. Gã đồ tể vùng Rostov. Tên này tên là Andre Chikatilo, sinh ra tại làng này ở Ukraine. Năm 1970 thì hắn trở thành giáo viên dạy môn văn học Nga tại một trường ở Novo gì đây này.
Và tiếp theo là những vụ lấy mạng người và xâm hại liên tiếp. Trong 12 năm từ 1978 đến 1990 thì hắn đã ra tay với ít nhất là 53 người. Tuy một lần hắn bị bắt nhưng mà vì chưa đủ bằng chứng nên là chỉ bị lãnh án 1 năm tù rồi được thả. Chỉ đến tháng 11 năm 1990 thì hắn mới bị bắt và sau đó lãnh 42 án tử hình vì tội lấy mạng người và hấp diêm, thậm chí là ăn thịt uống máu nạn nhân. Nguyên nhân cho sự chậm trễ của cảnh sát thì là do lúc đấy công nghệ điều tra chưa phát triển, thêm vào là đối tượng nạn nhân quá dàn trải, từ 7 đến 32 tuổi không kể nam nữ. Và đó là những sát nhân điên nhất trong lịch sử. Có thể là lý do khác nhau nhưng mà điểm chung của tất cả đều là thỏa mãn một cái dục vọng nào đấy. Các bạn nghĩ sao về những vụ án này? Và tôi có cung cấp thiếu thông tin gì không thì hãy comment bên dưới. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký Vui Vẻ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.